Kính chào thầy, làm sao mình có thể hỏi người đã chết? Có người đòi nợ người vợ, mở ngoặc người chồng đã chết cách đây mấy tháng. Người đó nói là chồng con thiếu người đó 2000, nhưng người vợ biết rằng ông chồng không thiếu nợ và không thiếu vì mượn không hề có mặt người vợ. Mở ngoặc tiếp, người vợ biết là người chồng sống rất tự ái, nghĩa là vì tự ái cho nên không bao giờ mượn nợ, và người đòi nợ này không bao giờ cho người ta mượn tiền. Câu hỏi là how to connect to pass away people. Trời ơi, nói tiếng Việt sao không hiểu, ngoặc ngoặc thêm nói tiếng Anh nữa. Xin thưa là bây giờ hỏi tiếng Việt hay hỏi tiếng Anh, em cũng trả lời tiếng Tàu ngọm chi. Ngọm chi à? Trời đất ơi, nếu mà em hỏi được người đã chết, em đâu làm thầy chùa. Chừng đó quý vị sẽ kêu em là thầy Pháp. Mà nếu như một vong nào mà ngồi vậy mà trả lời thì chắc gì em ngồi đó chịu nghe. Mà em có khả năng mời người đó nói chị ơi, chị về đây, chồng chị sắp sửa nói chuyện với chị, thôi thầy nghe giùm con đi. Đùa cho vui thôi. Nhưng mà thật sự đây cũng là một cái, bây giờ không biết giải quyết sao mà. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra ông thầy. Nhưng mà hỏi kiểu này không phải là tra cứu mà tra tấn. Bây giờ á, người đã chết mượn tiền, mà người vợ xác định rằng chồng mình không bao giờ mượn tiền, và người vợ cũng biết chắc chắn rằng người này không bao giờ cho ai mượn tiền. Mà cái khổ một cái là bây giờ không biết làm sao hỏi chồng mình có mượn tiền thiệt hay không. Tối nay Pháp Hòa sẽ trùm khăn hỏi giùm. Như ta là công chúa Thủy Tề, ở đây ai mắc bệnh nặng nề chi không? Thiệt không biết giải quyết làm sao ta. Ta bây giờ cô thử làm cái này thử coi. Cô thắp hương cô khấn đi. Anh thật sự có mượn tiền ai? Nếu anh chưa siêu thoát và chưa trả, hãy về báo mộng cho em biết. Nếu anh thật sự mượn tiền của người ta mà chưa trả, thì em sẽ vì anh mà trả để anh không mang nợ người ta. Còn nếu không được nữa, nói với cái chị kia, thôi bây giờ á, tôi không biết là chồng tôi có trả tiền cho chị không. Quên. Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì khó ăn hay lộn lắm. Bây giờ á, nếu mà người đó dựng chuyện nói đi nữa, nếu cô có khả năng trả, cô trả đi. Trả để làm gì? Để cho người đó dứt cái sự dèm pha đi nói là chồng mượn tiền mà vợ không trả, nếu mình có khả năng. Còn nếu như á, mà mình nói được, mình tức, mình biết cái người kia nhất định không có trả, không có mượn, không có cho mượn. Bây giờ tôi không biết chồng tôi có mượn chị không, mà tôi không biết là chị có thật sự cho mượn không. Thôi bây giờ mình cùng phát tâm nha.
tôi với chị lấy 2.000 này làm từ thiện. Tôi không trả thì chị ấm ức, mà nếu tôi trả thì tôi tức quanh năm. Thôi bây giờ để chị không ấm ức mà tôi cũng không tức, mình cùng nhau tạo cái đức. Giải quyết vậy thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ tôi, nếu tôi trả thì tôi cũng rất là phiền, tại vì tôi không biết thật sự chồng tôi mượn không. Thì giờ tôi trả thì, còn nếu mà cái vị này muốn giải quyết, thôi biết đâu chừng, nếu ví dụ như mình không thật sự mượn, nhưng có thể đây là một món nợ của kiếp trước, trả cũng không sao hết. Nếu 2.000 đó mà giải quyết mọi vấn đề ân oán cũng xứng đáng chứ chẳng sao. Nếu như tâm thức của chồng mình đã chết rồi mà cái người đó họ đã, nếu thí dụ đây cái người này ta cố tâm ta dựng chuyện, ta cố ý ta lấy 2.000 này của mình không trả, người ta chửi cái vong linh cái trong chồng mình năm này tháng kia cũng tội nghiệp ống. Thôi thì bây giờ có khả năng cứ trả, còn nếu không nữa khuyên cái người kia cùng nhau tạo phước. Còn nhưng mà theo nguyên tắc mượn thì phải trả. Mà cô có trả cô cũng đừng nghĩ cô lỗ lã, vì cô trả nợ không phải kiếp này thì chắc rằng cũng kiếp trước. Có người ta mới nói. Còn nếu như người đó mà dựng chuyện đi nữa không sao hết, thay vì mình bố thí cúng dường hồi hướng cho chồng, thì bây giờ đây cũng là một cái dịp để chúng ta bố thí hồi hướng công đức cho chồng, không mất đâu hết. Kính bạch thầy, có một vị bác sĩ công giáo hỏi: đạo Phật từ bi không sát sanh, nhưng nếu không dùng những con vật làm thí nghiệm, đôi khi không thành công, chúng chết, sợ thành sự thành công cứu sống ngàn người, thì sự cần thiết thử nghiệm này đối với đạo Phật sẽ có câu trả lời ra sao? Thưa đại chúng, đạo Phật chỉ khuyên chúng ta không giết người bừa bãi, không giết người để làm vui, không giết người vì hận thù. Còn nếu như một con vật chúng ta dùng nó để thử nghiệm, để cứu muôn ngàn người, thì cái điều này không thể chúng ta không làm. Bởi vì đôi lúc chúng ta phải dùng một cái gì đó để chúng ta cứu cái người khác. Ở đây không phải chúng ta giết vì chơi cho nên lòng từ bi không tổn giảm, mà chúng ta vì cứu người mà chúng ta hành động, chúng ta nghiên cứu để chúng ta tìm ra những phương thuốc. Ví dụ như hiện nay người ta đang bào chế thuốc chữa virus corona, biết đâu chừng người ta tạo cái thuốc đó người ta cũng cho những con vật nó bị trúng cái vi trùng đó rồi người ta thử thuốc, mình không biết. Nhưng mà chắc chắn một điều, trên thế gian này muốn tìm bất cứ thứ thuốc nào đều phải có sự thí nghiệm hết. Nếu như người ta không thí nghiệm mà người ta cho mình uống thuốc á, thì người ta sẽ ở tù, vì người ta làm một món thuốc mà không có kiểm chứng, không có xét nghiệm, thì chừng đó xã hội nó càng tệ hại hơn nữa. Đủ thứ xảy ra nếu không có những cái quá trình đúng luật. Cái gì chúng ta làm đúng luật pháp mà không có phải là một cái hành động tội ác mà luật pháp không cho phép, thì cái đó chúng ta không có gọi là phạm luật, phạm tội gì cả. Vì luật pháp chấp nhận điều đó, cho phép điều đó. Ở bên Tích Lan á, chính quyền ra một cái lệnh là tất cả người dân không được đi săn, đi câu cá bừa bãi. Chỉ những người nào làm công ty chài lưới tôm cá để mà cung ứng thực phẩm cho thị trường ăn uống thì người đó có giấy phép của chính quyền được làm nghề đó, còn toàn dân không được đi săn đi bắn một cách bừa bãi. Thì cái đó là luật pháp ta cho. Pháp Hòa nói ví dụ như ở bên
cái thành cái tỉnh Hải Thanh của Trung Quốc nó sát với bia như lại Tây Tạng, mà nó người dân Tây Tạng sống ở đó rất là nhiều. Thì cái năm động đất 2008 chết hàng ngàn người, mà cái vùng đó rất là thiếu củi lửa, cho nên người ta không có thiêu, mà người khác đất ở đó là đá sỏi không, đâu có chôn được. Thì người ta phải đem các cái xác chết này để trên núi cho chim quạ kênh kênh ăn. Mà một cái xác để như vậy làm sao nó ăn? Thì buộc lòng phải chặt ra. Nhưng mà cái chặt đó không phải là người ta làm để mà vì vui, và vì giải quyết những cái thi xác này để không làm sanh lên cái nạn bệnh dịch cho cả dân chúng. Quý vị thấy là ngày nay con virus corona này đâu phải chỉ hoành hành ở tại Trung Quốc, đâu phải chỉ hoành hành ở bệnh nhân, mà ảnh hưởng cả thị trường làm ăn của cả thế giới. Vì người ta sợ bệnh, không ai dám đi chợ, không ai dám đi ăn tiệm vân vân, thì đâu phải là một chỗ mà người ta ảnh hưởng đâu. Mà bây giờ nếu mà nói thôi đừng sát sanh, đừng sát sanh thì mình tự sát. Thế giới này sẽ không còn sự sống thì con người mình sẽ chết. Cho nên đạo Phật không có cái việc đóng khung, mà nếu nói đúng hơn là trong tất cả giới luật chúng ta có 4 giai đoạn hành trì, 4 phương cách để giữ giới. Một là khai, 2 là giá, 3 là trì, 4 là phạm. Khai là mở, khai là mở, không, giá là ngăn, trì là giữ, còn không sẽ phạm. Ví dụ như người đó bệnh cần phải pha thuốc với rượu, vị thầy tỳ kheo không được uống rượu, nhưng vì bệnh có uống rượu tỏi trong vòng 3 tháng để trị một cơn bệnh là khai. Hết bệnh rồi không được uống gọi là giá, và phải trì giới không uống rượu là trì. Còn lợi dụng tôi bệnh hoài đó là phạm, lợi dụng còn bệnh để uống rượu gọi là phạm. Quý vị nhớ vậy, khai, giá, trì, phạm, 4 cách giữ giới. Kế nữa, ngày xưa có một thầy đó, thầy bệnh, đệ tử thấy thầy đi bác sĩ hoài không hết, thì cuối cùng mới tìm ra được một phương thuốc bắc, là phải hầm một con gà để cho thầy uống với cái canh đó thì hết bệnh. Thì khi mà hầm con gà với thuốc xong thì thầy uống thầy hết bệnh. Đệ tử cũng không nói gì, thì thầy mới hỏi các đệ tử là các con đã làm thuốc gì cho thầy uống mà thầy hết bệnh. Thì các người con mới nói rằng con đã chưng canh gà cho thầy uống. Ông nghe xong ông nghĩ ông phạm giới, tức ói máu chết. Khi ói máu chết á, đọa làm một loài quỷ. Quỷ này là thương tiếc tôi là người phạm giới vân vân, cho nên dính mắt trách móc đệ tử, rồi trở lại làm một loài trong cõi âm như vậy, thường kêu réo trong chùa ban đêm, nhức dạ ẩm kê than. Một đêm uống canh gà chết, một đêm uống canh gà chết, đêm nào cũng nghe cái tiếng rên như vậy. Thì một hôm có một vị hòa thượng đến chùa, thì các đệ tử trình cái điều đó lên, nói khuya nay thầy hòa thượng có nghe điều gì thì xin hòa thượng đừng có sợ, tại vì thầy của chúng con mới kể hết câu chuyện đó ra. Thì vị hòa thượng nói thôi được rồi, để tối nay tôi sẽ vì thầy của các ông mà tôi khai đạo. Thì đêm đó khuya lại, cái người đó cũng rên, nhức dạ ẩm kê than. Thì hòa thượng bước ra ngoài cái cửa phòng ngày, đọc lớn lên: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật vãng sanh ở phương Tây. Đọc xong rồi, cái vong linh đó, cái tâm thức người đó giải tỏa. Mình đâu có cố tình mình uống đâu. Thứ nhất là mình đâu có xúi nó, mình đâu có biểu gì, đệ tử nó thương nó làm. Mà hơn nữa cái quan trọng là bây giờ mình hết bệnh rồi thì mình làm gì, chứ đâu phải là mình tức tối gọi là giữ giới cái chuyện đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình cứ thoải mái đi, không phải. Nhưng có những trường hợp chúng ta phải hiểu giữ giới ở như thế nào, để người ta không nhìn đạo Phật một cách máy móc.
Chúng ta không có phải máy móc, mà chúng ta biết linh động uyển chuyển mọi thứ để cái đạo lý này nó được trôi chảy trong cuộc sống. Như vậy chúng ta mới định nghĩa được cái chữ đạo Phật. Đạo Phật là lý lẽ để sống. Hôm rồi Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện đó. Người ta hỏi đạo là gì? Vị Hòa Thượng trả lời: ô lộ. Ô là màu đen, tượng trưng cho con quả, quả là màu đen. Lộ là con ngỗng, ngỗng thì màu trắng. Đạo là gì? Đạo là chân thật như con quả đen và con ngỗng trắng. Vậy thôi. Nhưng mà thay vì tôi nói với ông, đạo là chân lý, đạo là con đường, đạo là lẽ thật, đạo là lý tánh tuyệt đối, nói dài dòng, tôi nói hai con thôi: quả đen, ngỗng trắng. Ông mà người linh động nhận được. Kính bạch thầy, con là người công giáo, nhờ nhân duyên lành gặp được thầy, nhưng con tin cả hai Phật và Chúa Giêsu, vậy có đúng không? Mình tin chứ mình đâu có bán bổ đâu mà không đúng. Mình tin mà. Mà mình tin cái gì ở nơi các ngài? Mình tin các ngài dạy mình sống có nhân cách, sống có đạo đức, sống biết bỏ ác, làm lành, chuyển hóa tâm, thì mắc gì cũng được. Mình đi theo chùa là dấu huyền, mình đi theo Chúa là dấu sắc. Nếu mình không theo Chúa, theo chùa là mình rất chua. Trong nhà thờ đọc Amen, nhà chùa đọc A Di Đà. Hai chữ A gặp nhau là bin double E. Kính thầy, con hằng ngày lo tu tập, nhưng con thích mặc đẹp, ăn ngon, vậy có tội không? Quá thành thật. Quý vị thấy Quan Âm Thế Chí đẹp không? Mình có đẹp bằng hai cụ đó không? Vậy sao sợ tội? Quan Âm Thế Chí nghe, đeo bông, vàng vòng đeo tùm lum hết. Mình cũng lại hì hợp vậy. Tại sao Bồ Tát đeo bông? Tại sao Phật không có, Bồ Tát có? Nó cũng có cái ý của nó chứ. Bởi vì Phật là người giải thoát, cho nên chuyện vàng vòng không có dính mắc. Còn Bồ Tát là người nhập thế, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát nhập thế. Mà nhập thế là phải đeo cái này để người ta biết mình nhập thế. Nhưng mà Bồ Tát nào không mặc những cái đó? Bồ Tát Địa Tạng. Vì Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho xuất thế, cho nên cạo đầu mặc đồ tu. Các vị là những người cư sĩ ở đời, không thể nói tu rồi là bỏ gì. Nếu mình muốn tu cư sĩ tại gia thì mình không cái đó, nhưng tu nó cũng chừng, nó tùy theo cái phát tâm của mình. Tu làm sao mà trắng nhờ trắng dạch, ốm o gầy mòn. Có nhiều vị nói ăn chay mà ăn mà mập, nhưng thầy Pháp Hòa tôi ăn liền. Trời ơi, nghe tự ái vô giờ bữa. Phải chi mà nói ăn rồi tướng hảo như thầy, nghe còn ham ăn mà mập như ông thầy vậy. Nghe chưa, mập là kỳ lắm mà. Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát xuất thế. Vì xuất thế cho nên đầu cạo tóc, mặc pháp y, tay cầm tích trượng, là người xuất thế. Mà người xuất thế mới ra khỏi địa ngục. Còn Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Thế Chí là các vị Bồ Tát nhập thế.
Nếu không nhập mình réo ngang chi. Mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi, mẹ cứu con đi mẹ ơi. Đó, khổ kêu ngay. Mà thậm chí là bây giờ là mình thương ngài riết rồi mình làm Đức Quan Âm đủ kiểu. Có bữa Quan Âm cha chân kéo lên trên, một chân thòng xuống, thõng cái tay về hỏi cái gì đấy, Quan Âm tự tại. Mấy đứa nhỏ nó hỏi này là cái gì này, Quan Âm ready to go. Tại vì mình kêu á, mình kêu ngài cái ngài thả sẵn cái chân ngài xỏ xuống ngài đi cho nó lẹ. Vậy thưa đại chúng là bây giờ các vị hiểu là tại sao các tượng Bồ Tát để tóc không? Đeo vàng vòng không? Đó là biểu tượng Bồ Tát nhập thế. Còn cư sĩ tại gia, quý vị phát tâm tu năm giới tam quy ngũ giới bình thường, không có phải quý vị quy y rồi là quý vị bỏ hết đâu, bình thường thôi. Nhưng bây giờ có chánh niệm nè, không ăn uống bừa bãi nữa. Những cái con vật gì bình thường cuộc sống người ta nhận thôi, thí dụ như gà, vịt, cá, quý vị cứ ăn cuộc sống bình thường. Nhưng đừng có ăn những cái khủng hoảng, canh dơi, máu rắn, những cái đó không nên ăn, vì mình là Phật tử rồi. Rồi ví dụ như hồi xưa mình chưa tu tập, mình á, sáng xỉn, chiều sai, tối lai rai, mai làm nữa. Bây giờ mình tu rồi, thôi cái đó dẹp lại. Khi nào đám cưới, đám hỏi, đám tiệc, uống một chút xả giao. Ngày xưa xả láng, bây giờ tu rồi chỉ xả giao thôi. Đó là level của Phật tử. Còn cái chuyện mà các vị đi tiệc tùng, quý vị mặc đồ đẹp, quý vị trang sức, không có gì trở ngại hết. Đạo Phật không có phải là biểu mình cắt hết mấy cái đó đi, không phải vậy. Quý vị còn thích mặc đẹp có tội không? Tội gì? Tội gì đâu. Nhưng mà nếu như mình không có mà cố gắng đi mượn tiền, mượn bạc rồi chôm chĩa của người ta đeo vô, đó tội à. Có gì đeo này. Mà bây giờ không cần đeo đồ thiệt đâu. Mua mấy cái đồ vàng 10 rồi đeo. Bộ nào đeo cặp đó là đủ vui rồi, lỡ mất không tiếc. Nhưng mà mình cũng biết là đẹp cỡ nào. Thí dụ giờ mình có 5 đôi bông, đeo 1 đôi thôi chứ. Không lẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god. Cải lương. Thành thế Pháp Hòa hay đùa, nếu mình là Phật tử ăn mặc đúng mốt là sang, không đúng là sến. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói và chứng minh nè. Trong kinh dặn á, trước khi đi tụng kinh làm gì? Tắm gội sạch sẽ. Thì cái chữ tắm gội sạch sẽ là gì? Là muốn cho mình phải tươm tất gọn gàng, chứ đạo Phật đâu phải dạy mình bê bối. Trước khi đi tụng kinh là súc miệng, đánh răng, rửa mặt, tắm gội. Nhớ không? Trong sám dược sư hay kinh dược sư nói phải không? Hãy tạo đức hình tượng Đức Như Lai ấy bảy vị, trước mỗi vị đặt bảy ngọn đèn. Cái lượng của mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày không dứt. Nhưng việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chỉ cần chỉnh sửa đạo tràng, trang nghiêm đúng cách. Vậy thì chữ trang nghiêm là đẹp chứ gì nữa, chứ đâu phải không cho mình đẹp đâu. Mặc áo tràng mà không cho giặt, áo dài đi cưới thì ủi láng o, còn áo tràng mặc nhăn nheo đâu đúng. Áo tràng cũng phải sạch sẽ, ủi thẳng tắp đàng hoàng. Cho nên đừng có làm cái chuyện này. Hết giờ chưa? Ủa sao chưa hoài vậy? Nhiều câu hỏi quá ha. Xin hỏi thầy, đọc kinh ở nhà và đọc kinh ở chùa có khác biệt gì không? Đọc kinh ở nhà thì có một mình đọc, còn tụng chung với chùa thì nhiều người.
Vậy thì cái nếu mình tụng chung với chúng thì sao? Đó là một cái năng lực giúp cho mình dễ trong cái vấn đề hòa âm tụng niệm. Còn mình tụng ở nhà cũng không sao, nhưng mà đôi lúc mình dễ làm biến. Ví dụ như bữa tụng bữa không, còn tụng với chúng ở chùa không thể không được, không thể bỏ được. Cho nên nó có cái lợi là như vậy. Thôi một câu nữa là mình nghỉ nha, để các vị còn nghỉ ngơi, tối còn show nữa. Tối nay 7 giờ ở chùa Đức Phước, ở California nè. Đây là câu hỏi cuối cùng của một Phật tử ở đây. Con kính chúc Thầy luôn được bình an, nhiều sức khỏe. Xin Thầy hoan hỷ giải thích dùm hiện tượng của riêng con. Mỗi lần con ăn cơm cúng vong trong chùa hay cúng dỗ, con đều bị nôn mửa dữ dội. Ngay cả khi cơm cúng thất cho hương linh ba con cũng xảy ra như vậy. Con có nhờ các sư thầy, sư cô giải thích, họ nói chắc con bị bệnh ảo tưởng. Xin Thầy giúp con và giải thích cho con hiểu rõ nguyên do vì sao và cách khắc phục. Nguyên do là vì cơm cúng xong nó nguội. Còn cách khắc phục là ăn mà vẫn bị thì khỏi ăn. Chứ ăn chi rồi để cứ bị hoài hỏi. Thật ra cái này á, nó chỉ là những cái hiện tượng, coi như là ngàn người mới có một, chứ không phải ai cũng vậy mà nó có. Thành thử ra tùy. Nếu mình cảm thấy mà mỗi lần mình ăn vô mình khó chịu thì khỏi ăn nữa. Còn nếu mình muốn biết coi tâm linh này nó thật hay không thì mình khấn trước khi mình ăn. Xin các vị cho tôi được ăn chén cơm cúng các vị được khỏe mạnh, không có những cái bệnh tật gì xảy ra. Mình khấn thử, nếu mà được thì mình biết là một cái tâm linh đặc biệt. Còn không được thì thôi khỏi ăn. Chứ có gì đâu mà mình phải ăn chi rồi để mình cứ khổ hoài. Nó có nhiều cách để mình giải quyết. Kính bạch Thầy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đã là Bồ Tát thì sợ nhân gì? Đã là Bồ Tát thì sợ nhân bánh ít trần. Thưa đại chúng, cái câu này là một câu mà chư tổ thường nhắc nhở. Tại sao gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả? Thì vị này mới hỏi, nếu là nào là Bồ Tát thì sợ cái nhân gì? Thưa đại chúng, cái trường hợp này là phải hiểu như thế này. Bởi vì Bồ Tát là những người có trí tuệ, có hiểu biết. Vì người ta hiểu biết, có trí tuệ, cho nên các vị rất sợ tạo cái nhân xấu. Sợ cái nhân này là sợ cái nhân xấu. Vì sao? Vì các ngài hiểu rõ đạo lý của nhân quả là gieo nhân xấu thì quả sẽ xấu. Cho nên các ngài là bậc trí, bậc hiểu biết thì sợ nó mà tránh. Còn chúng sanh ta thì chỉ thích tạo nhân, nhưng khi quả nó đến thì sợ. Có không? Ví dụ chị ơi, chị nín đi, chị nhìn nó đi. Không được, con này tôi phải đập nó một trận nó mới biết. Tức là khi mình, tức là mình bất cần ai có khuyên mình thì cứ nói tôi không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi đánh nó tôi ở tù cũng chịu nữa. Khi mình giận quá cái gì mình cũng nói hết trơn. Mình còn nói tôi làm cho đã nương. Đó là cái cách sống của chúng sanh. Là khi sắp tạo nhân thì chẳng sợ, nhưng quả nó đến thì bắt đầu chạy sợ. Vì sao? Vì chúng sanh mình sống bằng si mê. Si mê là sao? Si mê là chúng ta không có thể thắng được cái giận của mình, không thắng được cái phiền não, không thắng được cái sân si, không thắng được cái mà chúng ta chấp trước. Cho nên chúng ta khi nó nổi nóng lên rồi thì cái gì cũng không cần biết. Hồi xưa có một vị thầy viết một cái bài thơ vậy nè: lửa sân nổi dậy đốt thiên. Lửa sân mà nổi dậy là đốt trời. Lửa sân nổi dậy đốt thiên.
như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, hay là có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường tiến thân. Còn mình bây giờ thì sao? Có khi đánh nó ra ngoài, có khi đánh để mặt mày sợ tôi, phải không? Cho nên mình là giữa Bồ Tát với chúng sanh, nó chỉ khác ở cái chỗ là giác với mê, chứ không có gì hết á. Tỉnh là Phật, mê là chúng sanh, chứ không có gì hết. Không phải là đi trên bông sen là Phật, đi trên đất là chúng sanh. Dạ thưa không, đi trên đất mà an tịnh vẫn là Phật. Còn mình mua bông gì mình để xung quanh hết đây như là Phật đang ngồi vậy, cũng là phàm phu, cũng là chúng sanh. Cho nên nói ma ma Phật Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy. Chân như vọng động, chân như là Phật, vọng là ma. Cho nên á, người ta thường nói là hôm qua mặt giả so, sáng nay lòng Bồ Tát. Giả so và Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. Tạc nhật giả so tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Ngày hôm qua là tâm của giả so, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Cho nên qua cái câu hỏi này, chúng ta phải hiểu là bậc hiểu biết luôn luôn sợ tạo cái nhân, sợ quả tạo cái nhân xấu đó. Còn người phàm phu không hiểu biết thì bất cần, tạo xong rồi tính sao. Mà tới hồi nghe tới thì chạy. Có nhiều khi đánh người ta xong rồi, bây giờ bắt đầu chạy đường và hỏi có cách nào cứu tôi không. Rồi chừng đó bứt tóc, vỗ ngực, trời sao tôi nóng quá, sao tôi làm bậy quá. Thí dụ vậy. Rồi ví dụ như bây giờ mình đi chơi cờ bạc vân vân, tất cả những cái chúng ta làm, khi chúng ta gieo nhân chúng ta chẳng sợ. Cho nên Phật có nói vậy nè, Phật cứu cái nhân nhưng rất khó cứu cái quả. Cứu sao gọi là cứu cái nhân? Ví dụ như mình sắp sửa nóng cái người khác tới, thôi thôi nín đi, mình nóng mãi mình nói một hồi là đổ chuyện. Ví dụ như trường hợp nè, con cái mình ở nhà, đôi khi mình nóng quá mình nói những cái lời mà làm đổ vỡ. Mày đi đâu mày đi đi, tao không cần mày nữa. Mày đi đâu mày chết bờ chết bụi vậy, đừng kiếm tao nghe. Thì tất cả những cái lời nói đó mình nói lúc mình giận, nhưng mà trong lòng mình không phải vậy. Mình thương đáo để tao hồi nó xách gió nó đi thiệt thì làm sao. Mà khi mình nghe cái khổ của nó nữa thì mình chịu không nổi. Vì vậy cho nên xin thưa đại chúng, cái câu này nghĩa là vậy đó. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, là những người hiểu biết, người ta thấy cái quả trước mắt ta sợ lắm, ta không dám. Còn mình là chỉ cần mình vui vẻ là được, mà bất cần cái quả nó tới là gì. Nhất là những khi mình si mê. Chữ mê là không thấy rõ chân lý vậy thôi à. Chứ bởi vậy mà mình tại sao phải nghe pháp, tại sao mình phải tu tập? Tại vì tu tập để mình mở trí, khai tâm, để thấy rõ được mọi vấn đề, để mà chúng ta đừng có đi vào cái tạo nhân. Mà khi cái nhân mình tạo rồi thì cái quả không lường được. Pháp Hòa ví dụ như mình lấy một cái cây đinh, mình đóng vô trong một cái bức tường, sau đó mình nói ôi cha tôi đóng sai chỗ rồi, thì kéo cây đinh ra đóng chỗ khác được, nhưng mà cái tường đó làm sao, nó có lỗ. Cho nên ngày xưa có một người học trò, người con trai, ông già dạy chú này bằng cách đó, là chú này thường hay có cái tánh nói bậy, giận lên là bất kể tôn ti. Thì ông già mới dẫn chú ra lấy cái đinh đóng từng lỗ trên cái hàng rào. Sau đó biểu chú nhổ đinh ra. Thì người cha mới nói con thấy không, con đóng vô rồi con dở nó ra vẫn được, nhưng mà tất cả mỗi cây cột này đều bị một cái lỗ hết.
Một lần khác người học trò tới gặp một người thầy: thưa thầy, con cái tánh cái gì cũng được, mà con có cái tật nóng, con nói tầm bậy tầm bạ, bây giờ làm sao để mà con xin lỗi? Người thầy mới đưa cái gối, biểu người học trò cắt cái gối ra rồi tung cái bông gòn ở trong cái gối đó. Sau đó biểu người học trò thu lượm lại hết. Thưa đại chúng, lượm hết không? Không. Thì người thầy nói cũng như thế. Có những điều con đã nói, con đã làm, con hối hận thì cũng được, nhưng không thể nào con lượm lại hết tất cả những gì con đã tung ra. Cho nên qua cái câu này thì chúng ta nhớ là người hiểu biết thì sợ nhân, kẻ mê lầm thì sợ quả. Nói theo câu chuyên môn nhà Phật là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Còn nếu dựa theo câu hỏi này, nói Bồ Tát rồi mà còn sợ nhân gì nữa? Dạ không, càng Bồ Tát thì phải càng sợ. Tại vì sao? Bất cứ ai, dù là Bồ Tát hay dù là chúng sanh, một khi tạo nhân xấu thì chúng người khác vẫn hưởng cái quả xấu như thường. Pháp Hòa ví dụ đi. Bây giờ đại chúng thương Pháp Hòa và quý vị tin Pháp Hòa nhất so với một cái người bạn của mình. Nếu Pháp Hòa có ý xấu, Pháp Hòa thọc mạch cái chuyện của hai người, quý vị có tin Pháp Hòa hơn chứ? Quý vị nói không lẽ ổng tu mà ổng nói dốc, tu tin ổng hơn, mà đâu biết được ông này ổng quá trời ổng quá đất. Ổng đông bị thóc thọc bị gạo quá trời, ổng dựng chuyện tùm lum. Nhưng mà do cái tướng của mình, do cái tướng của mình người ta tin mình, cho nên nếu mà một vị này mà không có tu tập thì vị này cũng có thể nói và làm việc xấu. Cho nên cho dù mình có hình tướng là người tu, nhưng ngày ngày không tu thì cái tướng tu này nó không đủ. Phải tâm tu, tướng tu chưa đủ. Cho nên nếu mà tâm không tu á, thì cũng có tướng đầu tròn áo vuông vậy đó, mà hung dữ, mà tánh tình kỳ cục, cố chấp, ganh đua, phiền não sân si đủ thứ. Cho nên mình tu là tu cái tướng và tu luôn cả cái tâm. Mà nó đặc biệt một cái là tâm tu tướng chuyển. Tâm tu là tướng chuyển. Cho nên thế thì tại sao nhà Phật chúng ta cứ nhắc nhở chúng ta là phải trở về chuyển cái tâm. Cho nên quý vị nào mà nói tôi tu tâm, tôi tu tâm, tôi không cần đi chùa, tôi không cần ăn chay, nghĩa là người đó tu cao lắm đó. Tu cao lắm mới thấy được tâm mình là gì mà tu. Tất cả những các pháp, các cách, không có cách nào không nhằm một mục đích là chuyển tâm. Mà tâm chuyển thì cảnh chuyển. Ví dụ như tâm mình bây giờ chuyển rồi, về nhà không có nóng nảy, la ó người này người kia, tự nhiên cái nhà mình cái không khí nó khác. Còn cái tâm mình mà cứ thích la ông sùm thì cái nhà này ồn náo. Thì cái đứa con á, nó nói mày đi đâu mày đi hoài, mày có biết cái nhà này là cái nhà mày không? Nó nói dạ nhà, nhưng mà nhà lửa. Thì nó không cảm thấy, nó không cảm thấy sự bình an khi trở về cái nhà này. Cho nên mặc dù chỉ là cái nhà để ở, nhưng nếu tâm của mỗi người ở trong đó không chuyển thì cái nhà này nó toát ra rất nhiều cái khí không có lành, thì chúng sanh khác nó sense được, nó ngửi được, nó đi hết. Cho nên các vị mới nói, có nhiều vị nói tu đừng có ăn tỏi, đừng có ăn hành. Hỏi sao vậy? Mình tụng kinh đó, Phật Bồ Tát không dám tới gần, tại vì mình stinky quá, mình hôi quá. Dạ thưa đại chúng, nó cũng vào ý một phần thôi. Bởi vì tỏi hành thủy chung nó là rau củ, và trong hành và củ nó cũng, hành và tỏi nó cũng có chất thuốc. Nhưng nhớ là chúng ta chỉ cần dùng khi cần thôi, còn lúc không cần thì mình là người tu mình nên giảm, nhất là các vị xuất gia. Bởi vì cái đó nó có cái chất nồng và chất kích thích, người xuất gia nên giảm nó thì tốt. Ví dụ như người đời, người ta còn có cái gì Chanel. Để người ta lỡ mà người ta có hôi thì ta rưới vô. Còn mình là người xuất gia mà xịt cái đó ta nói cha sang nha. Thành thử ra lỡ mà hôi, cái mồ hôi mà hôi thiệt rồi không có đồ sức. Cho nên tránh đi.
Thành ra nó cũng có cái trường hợp ở đây cũng vậy. Chúng ta muốn người khác ở trong nhà mình thì cái nhà đó phải nhất định là nó tỏa ra được khí lành. Còn nếu cái nhà đó nó tỏa ra khí của sân si, con mình nó cũng không muốn về. Cho nên người khác không muốn về, nó cũng phải có duyên do, chứ không phải tự động. Rồi tại sao mình, người khác không dám tới gần mình, nó cũng phải có nguyên do. Nhiều khi tâm tánh mình kỳ cục, mình nay buồn, mai giận, mình trách, mình hờn, riết người ta sợ mình, người ta không dám nói chuyện với mình. Thành thử ra chính căn nhà này, mình cũng là một căn nhà đây, mà nếu căn nhà này không được chuyển hóa thì cũng không ai dám tới gần. Vậy thì mỗi người chúng ta cũng có căn nhà đây. Cửa này là cửa chính nè, đây là hai cửa sổ nè. Đây tổ nói à, chứ tổ nói đó, miệng người là cửa đền vua, phải mua, phải ngăn, phải giữ, kẻo mua tai nạn. Đầu là cái mái, mắt là cửa sổ. Cho nên người ta nói mắt em là cửa sổ tâm hồn. Người buồn nó hiện lên mắt, người vui nó hiện lên mắt, thậm chí cười thật tươi nhưng mà cặp mắt không có cười. Người ta, cái người tinh lý người ta thấy, người ta biết. Cho nên cái diện của mình nó biểu lộ, sắc tướng mình nó biểu lộ. Có nhiều người bữa nào mà sự tu tập nó thay đổi, tâm không bình an, nó hiện lên nét mặt chứ. Nhìn chị hôm nay không có tươi, người thấy có vẻ lo lắng, rầu rĩ. Đó, cho nên đại chúng nhớ, đừng có nghĩ rằng cái có thể câu này được hiểu là ô, đã là Bồ Tát thì mắc gì sợ. Dạ không, ai cũng vậy thôi, chưa chứng thánh thì không thể tin tâm mình. Có một cái ông đó, ông làm quan thanh liêm đó, ông không có ăn hối lộ của ai hết. Cho nên rồi khi ông về hưu đó, hàng xóm mới tới hỏi bà vợ ông, không dám hỏi ông sợ ông từ chối, muốn có món quà tặng cho ông. Thì bà nói cái tuổi ông xong rồi, bà nói ông tuổi Tý. Cho nên hàng xóm mới hùng vàng lại làm cho ông con chuột bằng vàng tặng, mà không dám đưa ông, đưa bà vợ cất. Đi về quê ở mà ngày nào bà cũng có tiền mua rau cải để ăn. Thì ông mới hỏi, tôi làm quan không tham, về hưu cũng không có nhiêu tiền, bà ở đâu có tiền mà mua đồ ăn hoài vậy? Bà mới nói, bữa nay ông hỏi tôi mới dám nói nghe. Tại vì ông làm quan thanh liêm, tôi không có dám nói. Nhưng mà hồi lúc ông về hưu, hàng xóm hỏi ông tuổi gì để người ta tặng quà. Tôi nói ông tuổi Tý, cho nên họ tặng cho ông một con chuột bằng vàng. Nhờ vậy mà ngày nào tôi cũng cắt miếng, tôi đem đi bán, có tiền mua rau, mua thịt cho ông ăn. Ông nghe xong đập bàn cái bóp, tại sao bà không nói tôi tuổi Sửu? Tuổi Sửu là tuổi con gì? Mà con trâu so với con chuột ba lớn. À, lúc này ổng bắt đầu mới nổi cái tâm gì? Tâm tham. Sao bà không nói tôi tuổi Sửu, nói chị tuổi Tý để nó tặng của con chuột con chút. Nếu bà nói tôi tuổi Sửu là tuổi con trâu thì họ sẽ tặng cho tôi nguyên một con trâu bự để ăn tha hồ. Câu chuyện vui, nhưng để nói lên cái gì? Người chưa đạt tâm, chưa thành đạo, đừng có tin tâm. Cho nên người nào mới nói tôi bây giờ hết tham rồi, hết sân rồi, hết si rồi, thử mới may cái áo tràng mà mất coi. Trời, đi lợi chị cho em coi áo em. Sao chị mặc cái vải giống áo em? Vậy quý vị hiểu câu này chưa? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. À, câu hỏi thứ hai. Ngài Quan Âm Bồ Tát lúc nào cũng có hình tượng Phật trên đầu, đó là Phật gì và ý nghĩa là sao? Thì thưa đại chúng, cái này là dựa theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, khi mà nói đến hình tướng của các vị Bồ Tát đó, thì đặc biệt Đức Quan Âm á, ở trên cái mão của Ngài có một vị Phật ở trên đó. Vậy thì xin thưa, tại sao Bồ Tát mà lại có Đức Phật trên máu? Đó là hóa Phật.
Phật Di Đà cũng được, Phật Thích Ca cũng được, bất cứ Phật gì. Nhưng mà ở đây nói cái chữ Phật là nói tới cái giác. Quan Âm Bồ Tát là thể hiện hạnh từ bi. Nói một cách khác là tất cả Bồ Tát lăn xả vào đời để làm việc đạo, thì nhớ lúc nào trên đầu mình phải có Phật. Để chi? Để mình luôn luôn lấy tâm Phật làm tâm mình để phụng sự chúng sanh. Hiểu ý không? Ví dụ như hồi nãy đây, ví dụ như bây giờ hồi nãy đây nguyên cái đạo tràng áo vàng đây nè, đó thì các vị đó là Bồ Tát đó. Nhưng mà nhớ cô nào chú nào ra bưng cơm bưng nước phải có quá Phật trên đầu. Mình đưa hộp cơm cho anh ta: cô ơi, cô mời cô dùng cơm. Cô ơi, cô, tôi, cô cho tôi một hộp nữa đâu, ăn gì ăn dữ vậy. Thì nếu mà mình mà không có quá Phật mình nói vậy đó. Cái nếu mà mình có quá Phật mình nói khác: vậy hả cô, mà cô có dùng chưa, tôi ăn hộp cơm rồi. Vậy cô chờ nghe, con điên vòng, nếu còn thì con mang lại cho cô, tại bây giờ đang phát cơm, con không biết còn không. Nói một câu, chưa biết cho không, mà nói một câu ta nghe ta mát. Lát nữa mà có bưng hộp nữa, ta cũng tự ái, ta không ăn. Nó rồi. Nhưng mà nếu mình nói câu khác, mình có thể mình không cho cũng được nữa. Nhưng nói sao mà ta nghe, mà ta cảm thông. Cô ơi, cô thông cảm, con chuẩn bị có 800 hộp mà giờ tới 1000 tụi con đang chạy cho những vị chưa có. Rồi cô, con biết cô chưa no mà con để con tìm món khác cho cô dùng đỡ, vì con không đủ cơm. Hoặc là thậm chí không cho cũng được nữa, mà ta nghe mình nói cho ta biết ông này có quá Phật. Hiểu chữ quá Phật không? À, mình mang thân chúng sanh làm việc Phật, lấy cái quá Phật làm tâm mình. Cho nên khi nào á mình làm việc gì mà mình buồn á, quý vị cứ theo Pháp Hòa làm đi, nghĩ tới Tam Bảo. Có nhiều người người ta đối xử mình dở lắm kìa, tệ lắm, nhưng mình không buồn họ đâu. Tôi làm cho Tam Bảo, tôi làm cho Phật Pháp, tôi không làm cho anh, cho chị, cho thầy, cho cô. Tại vì nếu mình cá nhân mình làm dễ giận lắm, tại chúng sanh làm gì cũng có chuyện giận hơn nhau. Thôi thì cứ lúc nào cũng lấy Tam Bảo. Cho nên hồi nhỏ Phó Hòa đọc một cái bài sám mà Hòa thích câu đó lắm: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Anh ở trong cõi luân hồi nhưng anh siêu thoát rồi, tại vì anh đã lấy Phật làm tâm anh. Hồi nhỏ Hòa đọc một cái bài sám mà Hòa nhớ hai câu đó vậy đó. Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Ở trong cõi luân hồi mà anh không bị luân hồi làm khổ. Luân hồi là gì? Là một vòng xoáy của mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, thiên đường, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, mỗi ngày mình cứ chao đảo. Còn nếu mà mình dừng được, vượt thoát. Nói vậy chứ không phải dễ. Đó là một sự thực tập. Thí dụ là ở hay làm buồn, có buồn, nhưng đừng để cái buồn lâu bằng cách là quán chiếu. Thôi vì Tam Bảo mà làm. Quý vị tụng chú Đại Bi đó, chú Đại Bi nó có một câu, câu gì nhớ không? À, tát bà, tát bà. Tát bà, tát bà là gì? Tát cho bà biết. Không phải. Dạ, nó tát cho bà biết tay đó. Tát bà là một câu tiếng Phạn được phiên âm lại, nghĩa là gì? Theo cái nghĩa của chữ đó là gì? Vì việc lớn đừng câu nệ việc nhỏ. Vì việc lớn đừng câu nệ việc nhỏ. Cho nên tất cả câu thần chú cuối cùng câu nào cũng là ta bà ha. Ta bà ha là gì? Vui quá, mừng quá, tôi đã đến được bờ bên kia. Tôi đã vượt được tất cả mọi chông gai để đến được chỗ viên mãn gọi là ta bà ha. Vậy được chưa? Đều Phật. Bây giờ hàng Phật tử chúng ta
mình không có đeo quá Phật ở trên đầu, mà mình đeo Phật ở đâu? Ngay ngực nè. Cho nên mình mới đeo cái tượng Phật đó. Mình đeo tượng Phật là nhắc nhở mình, trời ơi tôi tức quá mà. Vừa dỗ đây cái dỗ nhầm Phật. Phật nói tôi hơi đau. Cho nên mình đeo Phật ở đây cũng có cái nghĩa để tự nhắc mình, lỡ lúc nào mình quá đổi đi nữa, nhìn Phật, oops. Đeo Phật bự quá mà chửi cũng to ghê nha. Phật đeo ở đây, bây giờ Phật cũng chưa yên đâu, Phật vô xe ngồi luôn. Phật vô xe ngồi là để nhắc nhở mình, lái chậm chậm con, nhường nó đi con. Trời ơi con vượt đèn đỏ, Phật lắc muốn chết. Để vào trong xe mà lái ẩu quá. Và tại bảo đảm Phật bảo hộ cho mình rồi. Trời đất ơi, treo Phật lái từ từ, chứ mà lái kiểu đó Phật ngất ngư. Có nhiều bữa lái xong thắng cái két, Phật văng xuống, lượng gắn lên. Bữa khác cái ông mà ông làm tự Phật, ông nói nắng tôi để đâu. Nếu để trong chùa thì tôi chịu, mà để trong xe miễn. Trời ơi nó lái tôi chịu không nổi. Vậy mà tới hồi lãnh một cái tiết kịch Phật không linh. Treo Phật trong xe là để nhắc mình, treo Phật trong xe là để nhắc mình, nhường người ta một chút. Thoái nhất bộ hải khoáng thiên không, lùi một bước biển rộng trời cao. Ham chi một chiếc để xe banh tành, rồi rủi ro tai nạn chỉ vì hơn một chiếc xe. Mà xin thưa đại chúng, cuộc đời này nhiều khi mình hơn một người mà mình vẫn thua cả vạn người đó. Lái hơn một chiếc xe mà ở trước mình cũng cả ngàn chiếc xe chứ bộ. Không bao giờ mình hơn ai đâu. Mình hơn được một người này thì cũng có người khác hơn mình, thì hơn chi cho Phật rớt đất, không tốn tiền. Bây giờ quý vị thấy hóa Phật chưa? Hiểu hóa Phật không? Bây giờ nếu mà mình đem Phật mà treo ngay đây tại này hơi hơi à, chị này chỉ hơi hơi à, đeo Phật đây. Nhưng mà đã đeo ở đây rồi á thì là đeo để biểu tượng. Trời đất ơi, tôi đi vô nhà vệ sinh á, tôi sợ Phật mang, tôi sợ mang tội, để tôi ngậm Phật miệng. Trời đất ơi, Corona, Corona. Ngồi cách đây mà thở kho sặc sụa đây, mà có người còn che miệng mà đưa Phật vô miệng luôn Phật đó. Kỳ này trúng thiệt rồi. Có nhiều vị sợ vậy đó, sợ đem vô kia có tội dơ. Xin thưa đại chúng, cái cõi này là cõi uế. Cả chỗ chúng ta ngồi là cõi uế, chỗ nào sạch đâu. Bất quá mình ngửi chưa ra thì mình kêu là thơm thôi, chứ còn đối với mũi của bậc thánh thì cõi này là cõi uế. Anh xịt cỡ nào tôi cũng thấy hôi. Hiểu ý không? Cho nên đối với Phật các ngài rành mình quá rồi, mình không cần phải làm gì hết á, cứ đeo bình thường. Chịu khi mình làm cái gì là một biểu tượng thôi. Ví dụ như bây giờ cái chánh điện chùa mình có một cái chánh điện thôi, thì có những cái lễ gì mình cần sử dụng chánh điện mà không thể mất trang nghiêm trước Phật, thì mình mới làm cái bức màn, mình kéo, mình che Phật lại, để ở phía trước đó mình làm gì gọi là khuất
để mình đỡ cảm thấy khó chịu thôi. Chứ đâu phải mình làm vậy cái rồi đó Phật không thấy gì hết đâu, ngoài này tự do đi. Mình làm gì, mình không qua được mắt Phật. Tất cả chỉ là biểu tượng. Vậy thì hôm nay quý vị hiểu được chữ hóa Phật rồi ha. Trong một cái bài sám niệm Phật có câu á: các ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu, niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, niệm đâu Phật đó khỏi cầu đâu xa, niệm Phật chắc Phật rước ta, thì bông sen đó một tòa thảnh thơi. Mình tu tập rồi các ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu, niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, mà thật tâm mình lúc nào cũng niệm Phật thì lời nói mình ít nhiều cũng phải có chất Phật, hành động mình ít nhiều phải có chất Phật. Rồi thôi, giải quyết được câu đó rồi đó. Con thấy trên net có nhiều thông tin là có nhiều thông tin là một cách chống vi khuẩn corona là niệm chú Đại Bi. Con không biết khoa học có kiểm chứng không. Cái này em nói thiệt, em không biết, mà em cũng không bảo đảm. Nếu mà tụng chú Đại Bi mà qua mà chống được vi khuẩn thì Phật giáo Trung Quốc ta làm rồi, đâu tới đợi mình ở đây ngồi bàn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận và không tin. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta làm như là tụng kinh, trì chú, hồi hướng, đó là cái tâm lành của chúng ta muốn hướng về cõi khổ. Người ta hết khổ không? Mình chưa biết, tùy vào năng lực tu tập của ta. Nhưng giây phút chúng ta lấy cái tâm từ bi mình hướng về cõi khổ là tâm mình sẽ giảm khổ. Tha nhân chưa, mình độ tha chưa biết được không? Nhưng mà ý niệm tu tập khởi lành là mình đã tự độ. Ví dụ này, tôi chắp tay niệm Phật cho anh được hết bệnh nghe. Lấy tâm lành, đem hết tâm lực vô. Con xin trì tụng Đại Bi Thần Chú, niệm Phật Quan Âm, nguyện hồi hướng công đức đến cảnh khổ đó, người bệnh, người chết, vân vân. Mình đem hết cái năng lực, đạo lực của đại chúng. Bây giờ cả ngàn người ngồi đây, mỗi người một tâm niệm lành, nó tạo sức mạnh cả ngàn niệm lành. Nhưng ngược lại, nếu Pháp Hòa khởi một niệm ác, Pháp Hòa nói đại chúng ở đây cả ngàn người phải chống người đó, phải chửi người kia, quý vị sẽ làm theo Pháp Hòa, thì tâm quý vị cũng đang khởi niệm bất thiện. Cái gì nó cũng có cái lực của nó. Nhưng mà niệm thiện thì chuyển hóa, niệm thiện thì chuyển hóa. Cho nên mình có thể xoa dịu được người khổ do âm thanh của mình, do năng lực từ bi trong lòng ta. Nhưng mà cái đó nó, đó là năng lực cầu nguyện. Chứ không phải mình nói là tụng vậy cái là ở chỗ đó sẽ hết bệnh. Nhưng mà tại sao gọi là tụng Đại Bi? Không phải riêng Đại Bi mà bất cứ cái gì. Thí dụ quý vị niệm Quan Âm, có những người đã đau thuộc chú Đại Bi, ta niệm Quan Âm Bồ Tát, thậm chí quý vị tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, vân vân. Tất cả nó xuất phát từ tấm lòng năng lực của chúng ta, ít nhiều gì có làm cho đạo tràng thanh tịnh. Quý vị thấy thí dụ như trước đây, ở đây là một cái nhà hàng, thì đã là một cái nhà hàng thì buôn bán thực phẩm. Nhưng hôm nay tất cả cái uế trược của nơi này đã được tẩy bằng mỗi thời kinh của đạo tràng đây mỗi ngày. Cái năng lực mình bước vô giờ nó khác chứ, cái không khí bây giờ nó khác chứ. Đó, cho nên mình không, mình đừng, mình nói thì mình phải nói cái sự tu tập, cái sự thực tập, chứ không phải để cho mình, người ta gieo rắc người ta một cái kiểu này thì người ta chưa hiểu được cái sâu lý đó thì ta dễ hiểu lầm.
Cũng giống như cái câu này nó cũng tương đương như phẩm phổ môn vậy đó. Người nào mà rơi trong hầm lửa niệm Quan Âm là liền lửa liền tắt, là ở trong cái chỗ mát mẻ. Thì bây giờ mình phải hiểu lửa đó là lửa sân si, lửa phiền não, chứ không phải là cái lửa đốt bên ngoài. Mà cái lửa đốt bên ngoài nó chỉ cháy cái thân thôi, còn cái lửa sân si nó cháy tâm, cháy hạnh phúc. Tại vì tâm mà cháy rồi thì nói lời bất an, lời bất an thì hạnh phúc tan vỡ. Nó còn nguy kịch hơn cả cái kia nữa. Con xin hỏi thầy, tu làm sao mà đúng và tu làm sao mà sai? Làm sao có thể thấy được sự an vui và hạnh phúc trong đời này? Khi mà mình nhận được những hạnh phúc mà chúng ta đang có, đó là tu đúng. Còn mình không nhận diện được những hạnh phúc mình đang có thì sao kêu sai? Thật ra chẳng đúng chẳng sai gì hết á. Nhưng mà khi mình không nhận diện ra được hạnh phúc rồi thì hạnh phúc có gõ cửa thì chúng ta chẳng biết nó là cái gì. Trong kinh Bách Vụ Phật có nói câu chuyện này nè. Phật kể một câu chuyện là có cái ông đó, ông có một đứa con trai. Thì bữa nọ ông đi ra ngoài làm ăn, mày đi sớm gì đó, thì ở làng ông bị cướp và họ đốt làng. Thì trong khi đốt làng như vậy thì đứa con trai ông nó đã đi chơi ở làng sơ kế bên mà nó khóa cửa lại, hay là nó đóng cửa sau đó. Thì cái cửa đó được một cái đứa nhỏ khác nó chạy vô, thì cái làng bị cháy và đứa nhỏ đó cũng có một đứa nhỏ chết trong căn nhà đó. Thì cái ông này ông về tới nhà ông ôm một cái xác chết đó, ông tưởng là con của ông. Ông khóc quá chừng và ông thiêu nó xong, ông để nó vào một cái hũ và ông ôm một cái đứa con, cái đứa nhỏ hàng xóm đó, ông khóc. Thì một hôm nọ nửa đêm ông đang ngủ thì con ông nó đi về, nó gõ cửa, nó nói ba ơi, ba mở cửa cho con vô. Thì ông ở trong nhà ông vọng ra, đứa nhỏ nào mà nó bất lịch sự vô duyên đến thế, nó cười trên sự đau khổ của tôi, nó đến đây nó trêu ghẹo tôi, con tôi chết rồi, đây đây con tôi nó nằm trong cái hũ này đây. Và mặc cho đứa con gõ cửa cỡ nào ông cũng không mở, cuối cùng đứa con đành thui thủi ra đi. Thì kể xong câu chuyện, Đức Phật nói chúng sanh ta cũng vậy. Chúng ta cứ ôm chặt những cái cố chấp, những cái kiến thấy của mình, hạnh phúc có tới gõ cửa mình cũng không biết đó là cái gì. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ đại chúng ngồi đây có hạnh phúc không? Có, mỗi người mỗi hạnh phúc. Ví dụ như bác 80, bác nói trời ơi bác không khỏe con ơi, bác đau nay khỏe mai. Nhưng giây phút này bác không đau không gì hết, bác ngồi được đây từ sáng tới giờ là bác hạnh phúc rồi. Người kia đau lưng, đau chân, đau cẳng gì đó mà ngày nào mình không đau nhất, ngày đó hạnh phúc. Cho nên thật sự tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có hạnh phúc hết. Cái quan trọng là mình có biết nhận diện hạnh phúc không? Nếu mình không biết hạnh phúc là gì thì cho dù hạnh phúc có trước mặt mình cũng không biết nó là gì. Pháp Hòa ví dụ, có lần Pháp Hòa đi Đài Loan, thì tới cái phi trường có cô kia cũng ngồi bên, cũng nhìn nhìn. Thầy sao nhìn giống thầy Pháp Hòa quá. Cái Hòa nó ồ vậy hả cô? Dạ, cháu không biết. Cô biết thầy hả? Mà sao thầy nhìn giống thiệt á. Cái bạn của cổ thấy, ê ê bà coi ông thầy này ông giống thầy Pháp Hòa không? Rồi cứ ngồi chuyện nhau mà nói chuyện cả buổi vậy. Vậy thì mình chưa bao giờ gặp thầy Pháp Hòa, thì thầy Pháp Hòa có xuất hiện trước mặt mình, mình cũng ngờ ngợ không biết. Cũng như vậy, nếu mình nói là tôi đi tìm hạnh phúc mà mình không hề biết hạnh phúc là gì, thì cho dù hạnh phúc thật sự có xuất hiện, mình cũng để trôi qua mà không biết nó là gì. Tại vì mình chưa bao giờ nhận diện hạnh phúc. Giờ thì mình nhớ là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là mắt còn thấy, chân còn đi được, ăn còn biết ngon. Mặc dù hồi xưa ăn một chén cơm, bây giờ còn xuống nửa chén, nhưng mà nửa chén cơm vẫn đủ và mình ăn thêm những cái khác. Mặc bây giờ không còn thấy rõ nhưng vẫn còn thấy.
Nói chung là mình phải biết hạnh phúc theo từng tuổi tác, từng sức khỏe của mình, để mình an vui với những gì chúng ta đang có. Thở đều là theo bước thảnh thơi, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên trời. Thật ra nói cho cùng á, đúng sai là do mình nhận, chứ còn cuộc đời này có khi nó đúng với người này mà nó sai với người khác. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái người đó đó, người ta mới bắt đầu tập tụng kinh, người ta không có biết thỉnh chuông mỏ, người ta tụng không có chuông mỏ gì hết đó. Cái mình nói tụng vậy không được đâu, tại vì theo tôi biết là phải có chuông mỏ Phật mới nghe, còn chị không có chuông mỏ mà sao Phật nghe, thì mình cho người ta tu sai. Nhưng mà thật sự có sai đúng gì đâu. Thứ nhất, có thể người này không biết thỉnh chuông mỏ. Thứ hai, hoàn cảnh gia đình người ta không cho phép, con cái người ta có những cái hoàn cảnh. Cho nên đúng sai là tùy theo mỗi người nữa. Nhưng ở đây tạm nói cái đúng là đúng như thế này: đúng lúc, đúng việc, đúng thời gian, đúng sức khỏe, và chúng ta biết nhận chân những gì chúng ta đang có. Có nhiều vị khóc nói ước gì gặp thầy sớm hơn. Bây giờ 70-80 mới được gặp thầy, tu muộn. Pháp Hòa nói muộn vẫn còn hơn không. Mình phải biết là mình tu bất cứ giây phút nào, tỉnh lúc nào tu lúc đó. Cho nên quý vị đừng có lo. Cái quan trọng là chúng ta biết nhận diện hạnh phúc. Mà đạo Phật mục đích không phải tu để chờ chết, để hạnh phúc, mà phải hạnh phúc ngay trong giờ phút chúng ta đang sống đây. Như vậy thì nhờ thầy chỉ dạy cho con thêm sao cho đúng, vì khi thiền đầu óc con cứ chạy lung tung. Dạ không có sao, bởi vì cái tâm ý của chúng ta là cái tâm ý lung tung. Chính vì vậy cho nên mình cần tu, cần ngồi thiền, cần niệm Phật. Nhưng cái chúng ta cần làm là vậy nè: khi chúng ta ngồi niệm Phật được 5-10 câu, cái tâm mình nó nhảy ra, nó sẽ chết mồ rồi, nãy không biết đôi dép để đâu. Thấy không? Nhớ trực lại, thôi giờ ngồi đây rồi ra kiếm dép cũng đâu được, thôi ngồi đây yên để nghe. Cứ khi nó khởi kéo nó về, khi nó khởi kéo nó về, đến khi nào nó lớn khôn, nó thuần thục giống như đứa nít thôi à. Nít nhỏ nó không ngồi yên, nhưng lớn lên nó tự nó ngồi, tại giờ nó thuần rồi. Thấy không? Quý vị đừng có sợ mình nghe kinh, nghe pháp, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh mà tâm lung tung rồi có tội. Không có tội gì hết á. Mà thật sự lúc đó mình mới biết rằng, ồ, bây giờ tôi biết tại sao cần tu, tại sao cần ngồi thiền, tại sao cần niệm Phật, là bởi vì chúng ta lăng xăng quá, chúng ta rộn ràng quá, cho nên chúng ta cần cái này. 10 phút đỡ hơn không có phút nào. Rồi ngày mai mốt được, tôi ngồi bây giờ được 15 phút rồi đó, đỡ lắm. Cho nên càng lăng xăng thì càng phải tu nhữ nữa. Quý vị đừng tưởng quý thầy giờ tu giỏi nha, quý thầy cũng lăng xăng lắm, nói thiệt vậy đó. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là những người đang chuyển hóa. Cho nên tâm chưa thuần thì chúng ta vẫn còn tu. Cũng như uống thuốc mà chưa hết bệnh thì chúng ta vẫn phải uống thuốc. Bạch thầy, cho con hỏi, nếu mình có nhiều tiền, ngoài việc đi làm phước rồi, nhưng mình còn dư tiền, những lúc rảnh đi casino, đánh bài thua tiền, vậy mình có tội không?
đạo hữu này rất thật tình. Có tội chứ, có tội là Dư không đưa em. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi tại ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mà mình có dư tiền, thật sự ra còn rất nhiều việc để làm. Thưa đại chúng, nếu mà nói làm phước mà dư thì không đúng đâu. Tại vì cái khổ của con người hiện tại nhiều hơn người giàu có. Thế giờ chúng ta có bạc triệu muốn làm phước vẫn có chỗ để làm. Quý vị biết cái dịch lần này đó, ông Bill Gates cho 100 triệu. Thế bây giờ mình có 1 triệu không? Ví dụ mình nói tôi có 10 ngàn, làm phước hết 7 còn 3, rảnh quá đi ra kia chơi chi cho nó uổng. Thật sự còn rất nhiều chỗ để làm. Mà thực tế nhất là đây nè, ở đây đang xây tăng xá nè, dư nhiều đưa lên đây. Không có ai bắt tội mình hết, không có Phật trời tiên chúa nào bắt tội mình hết á. Nhưng mình làm cái gì mà không đúng với cái bản hoài của mình thì cái đó tội. Tội là gì? Là sự chìm đắm, sự dày dò, sự rai rứt, sự đau khổ kêu tội. Chứ không ai bắt phạt gì mình, nó tiền mình xài chứ ai có quyền bắt tội gì. Nhưng nó không xài không đúng thì anh dày dò tâm khác. Có nhiều người thua xong rồi nói trời ơi tôi biết tôi thua vậy tôi cúng chùa. Lúc còn không cúng. Làm thế nào để tâm yên? Khi con nghe thuyết pháp thì tâm con rất yên tịnh, nhưng sau đó thì .. Thôi cũng được, lúc nghe pháp tâm yên là được rồi. Thật sự ra thưa đại chúng quý vị, chỉ cần quý vị tập vậy nè. Việc gì làm mình rõ ràng việc đó, nghe pháp thì là nghe pháp, nấu cơm nghĩ chuyện nấu cơm, không bao giờ mình dứt sự suy nghĩ. Nếu mình dứt suy nghĩ mà vẫn làm thì mình là con robot, làm mà không có feeling, làm mà không có ý thức, không đúng. Tu mà để biến mình thành tới không ý thức, vô tri vô giác là không đúng. Tu là mình biết rằng làm cái gì mình rõ mình làm việc đó. Ví dụ nghe pháp mình biết mình nghe pháp, mà nấu ăn là biết mình nấu ăn. Chứ không có cái chuyện mà mình nấu ăn mà nghĩ chuyện khác thì gọi là tội lỗi. Mình làm cái đó thì mình loạn tâm. Cho nên mình không phải là tu đến cái chỗ mà không còn sự suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta tập là ý thức rõ ràng việc gì ra việc đó. Chúng ta không dứt sự suy nghĩ được đâu. Vì còn sống là phối hợp cả hai phần thân thể và tâm thức. Cho nên mình active, mình suy nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng suy nghĩ cái gì ở trong phạm vi chúng ta đang làm, để tập cho cái tâm mình đừng có buông lung, đừng có phóng túng thôi, chứ không phải là không suy nghĩ. Con vô cùng hoan hỷ vì bao lâu đã ngưỡng mộ thầy mà không được gặp. Có thể con phước mỏng nghiệp dày nên như thế. Nay nhìn được thầy con rất vui mừng, mừng đến rơi nước mắt. Con có câu hỏi xin thầy giải đáp để cho con và các bạn thấu đáo vững niềm tin tu học. Chồng con có tụng kinh A-di-đà, niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà được mấy năm. Sau đó vì nghe trên YouTube một sư cô nói là Phật Di-đà là do từ nước Tàu bày ra chứ không có thật. Con buồn vì chồng con đã bỏ tu không niệm Phật nữa. Con tu đã 10 năm nay, không vì chồng con không tu mà con bỏ tu. Nhưng lòng con cứ phiền. Con biết con sai rồi, nhưng vì con tiếc cho công sức của chồng con quá thầy,
dạy con nên làm sao chuyển tâm cho chồng con. Con cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, cái chuyện mà mình nói là pháp môn tịnh độ do người Tàu họ bày ra đó, cái này mình nói nó không có đúng đâu. Cái pháp môn niệm Phật này đã có trong kinh Tạng rồi, chứ không phải là không có. Nhưng mà thí dụ thôi, không phải thí dụ thôi. Nếu như mà cái chuyện đó do người ta bày ra mà nó không có một cái điều bày ra nó không mất đạo đức, nó làm cho người ta thêm cái sự tu tập, thì cái đó nó có lỗi làm gì đâu. Có nhiều vị còn nói kinh báo hiếu phụ mẫu là do người ta chép lại, người ta bày ra, chứ không Phật không có nói kinh đó. Không có sao hết. Cái chuyện mình nghiên cứu, mình muốn nói gì cũng được hết á. Nhưng mà cái nghiên cứu của mình để làm gì? Để nuôi sục người ta và để làm sáng thêm niềm tin của người ta, hay để cho người ta bỏ? Ví dụ bây giờ quý vị nghe cái kinh báo hiếu phụ mẫu chưa? Cái kinh đó có cái gì mất đạo đức trong đó không? Như vậy thì nếu mà cho dù là con người mình tạo ra quyển kinh đó đi, thì quyển kinh đó có gì sai đâu? Quyển kinh đâu có gì sai. Cái gì mà nó có chứa đựng được từ bi trí tuệ, giới định tuệ, thì cái đó đều không có gì sai, dù là con người tạo. Cho nên á, chúng ta nghiên cứu thì chúng ta cứ nghiên cứu. Nhưng trước khi chúng ta nói một vấn đề, chúng ta phải biết rằng nói điều đó để sáng tỏ cho người, để người ta làm mà không mê lầm, hay để cho người ta bỏ cuộc. Cái này hai cái nó khác. Phong vào ví dụ, bây giờ mình đi cãi với người ta là cà ri là của người Việt Nam. Có một ngày nọ mình phát hiện ra là cà ri của Ấn Độ, thí dụ vậy đi. Bây giờ mình biết cà ri của Ấn Độ, nhưng mình vẫn ăn cà ri, và mình biết nguồn gốc của cà ri, và mình làm đẹp thêm, ngon thêm món cà ri, thì có gì sai không? Không có gì sai. Tại sao mình không cách, không cách đó? Mà trong cuộc sống chúng ta đã làm như hết như vậy đó. Có thể của người khác, nhưng chúng ta biết rõ nguồn cội để chúng ta không mê lầm, và chúng ta biết làm thêm cho cái đó nó hay hơn. Chứ đâu có phải nói để chúng ta đập đổ, để chúng ta đánh phá. Đạo Phật không đánh phá, mà Đạo Phật biết bồi đắp làm cho cái đó thêm hay. Bằng chứng, bằng chứng nào mà nói như vậy? Quý vị đọc lại trong Kinh Thiện Sanh. Kinh Thiện Sanh á, Đức Phật đi ngang một căn nhà, có một anh chàng trẻ tuổi mỗi sáng ra đứng trước cửa lại sáu phương, đông tây nam bắc là bốn, lại phương trên, lại phương dưới, sáu phương. Phật dừng lại, Phật hỏi: anh lại sáu phương để làm gì? Anh này mới nói: dạ con không biết, ba của con mỗi ngày lại sáu phương, bây giờ ba con chết rồi, con cũng học theo kiểu đó, mỗi ngày ra lại sáu phương. Phật mới nói: tôi không nói anh sai, nhưng trong giáo pháp của thánh hiền, sáu phương mang sáu nghĩa. Để tôi nói cho anh nghe. Phương Đông tượng trưng cho cha mẹ, phương Tây tượng trưng cho thầy tổ, phương Nam tượng trưng cho bằng hữu gia đình, phương Bắc tượng trưng cho chủ, vân vân. Phương trên tượng trưng cho các bậc thánh hiền, phương dưới tượng trưng cho những người hạ cấp, những người mà trong thành phần. Như vậy trong đạo lý anh dẫn lại sáu phương, hôm nay tôi làm rõ sáu phương cho anh. Sau đó Phật nói tiếp: đối với cha mẹ, cha mẹ đối với con có năm điều, đối với con cái đối với cha mẹ có năm điều, đối với phương Tây thuộc về thầy tổ, thầy tổ các bậc thầy phải có năm điều đối với học trò, người học trò phải có năm điều đối với thầy tổ. Nói hết bài pháp, đâu có đánh đổ đâu. Phật không, đạo Phật không có đánh đổ ai hết. Nhưng nếu cái đó mình thấy nó hay, mình tiếp nhận, mà mình có phương thức để làm cho cái đó hay thêm, đẹp thêm, có gì đâu.
Bây giờ ví dụ cái niệm Phật Di Đà là do tạo tám mà tạo ra đi, mình tạm nói vậy đi. Nhưng mà niệm Phật còn hơn niệm phàm phu chúng sanh, thì mình lựa cái nào? Bây giờ mình nói như vậy xong rồi đó, bây giờ mình ok, bây giờ tôi anh lập ra là tàu, niệm Phật cho tàu là vậy, anh có cái khác thế không? Anh có cái khác hay hơn anh thế vô không? Không có, thì tại sao anh phải nói những điều mà làm cho người ta lui sụp? Cái này là cái nguyên. Cho nên trong kinh đó, chư tổ thường nhắc phá giới ít tội hơn phá kiến. Thế nào gọi là phá giới và phá kiến? Anh phạm giới phá trai, tội mình anh thôi. Nhưng anh nói những cái thấy biết của anh sai lầm để dẫn dắt người ta tới chỗ sai lệch, người ta khổ đời này sang đời khác, anh tội hơn nữa. Cho nên thà phá giới chứ không phá kiến. Thật ra có những điều mình biết, nhưng mình thấy cái đó nó không có gì trật cả. Pháp Hòa ví dụ như á, mình cúng Phật có 6 thứ cúng nha. Một là nhang, hai là đèn, ba là hoa, bốn là trái, năm là nước, sáu là đồ. Đồ là cái gì? Đồ là thực phẩm. Có nhiều người ta cúng Phật á, theo lệ của Trung Quốc á, nấm mèo, bún tàu, nấm đông cô, cải luộc, người ta làm 5 chén người ta cúng. Ở bên Ấn Độ á, bên Tích Lan á, mỗi lần ta đi chùa á, ta không có đem trái cây giống mình đâu. Người ta sáng ra người ta nấu một miếng cháo oatmeal, ở bển nấu với sữa nha. Ta đem chén nhỏ nhỏ vậy đó, có khi người ta đem chén sữa tươi, có khi người ta mua cái bông súng, ta lên ta cúng Phật. Mà ta cúng có cấm bình giống mình nữa. Ta tượng Phật để vậy, ta lễ xong ta gác lên chân Phật. Rồi ở bên Miến Điện á, người ta đi mua vàng lá. Quý vị biết cái lá vàng á, mỗi người mua một cọc vậy đó, cái tới trước Phật xá xong cái dán vô Phật một cái. Trời ơi, ta nói mắt tai mũi miệng cũng có Phật vàng không? Chùa nào mà tượng Phật xung quanh là thôi nó dán đầy hết trơn vậy đó. Đói bụng cạo ăn cũng no nữa. Quý vị biết là họ dán riết mặt của Phật nhìn không ra luôn. Bởi vì nó dày lên mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng nó dày tui. Tưởng đâu Phật bị rổ. Đó là cái tâm của người ta. Cho nên xin thưa là cái của Pháp Hòa suy nghĩ, những gì chúng ta phát minh không sao hết, do sự nghiên cứu chúng ta cứ nói. Nhưng nếu chúng ta nói cái này để làm rõ cái ý đó, nhưng làm sao để khuyến tấn người ta vẫn tiếp tục, người ta làm mà người ta không mê lầm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, Phật tử đây còn cúng sao không? Có một số còn cúng không? Có một số hiểu đạo không cúng, nhưng mà có một số người vẫn cúng. Nhưng mà thôi bây giờ người ta cúng sao, nhưng mà mình kể đi. Nhưng anh vô anh cúng rồi tôi nói cho anh nghe. Thầy, cái sâm của con sao vậy thầy? Chà, sâm này hạ nha, 3,000 mới cúng được à. Mình không biết giải thích, mình làm cho người ta sợ thêm. Đạo hữu nhầm cái sâm hạ. Bây giờ có cách chuyển nha. Năm nay ráng ăn chay tháng 2 ngày. Thầy cho quyển kinh cầu an về tụng mỗi tối. Nhớ nhìn những người khác nghe, mình lợi dụng người ta đang nói hạ mà. Bây giờ nếu mà xâm thượng mình nói nữa, xâm tốt lắm nghe, có duyên á, tu tiến nữa. Thật ra quý vị nhớ câu này, Pháp Hòa cứ nói hoài thôi. Tà người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói pháp chánh, pháp chánh thành tà pháp. Cái pháp đó pháp tà mà lọt vô tai người chánh đó, họ chỉnh đốn sửa hồi nó cũng ra đẹp. Người biết nấu ăn
Mình đưa họ cái gì họ cũng nấu ra món. Người không biết nấu ăn đưa nguyên vỏ đồ ăn, nó làm hồi không có món gì để ăn. Bữa nay Pháp Hòa là bày cho quý vị làm ba tê chay nha. Ba tê chay 5 phút thôi. Khi mình hiểu đạo rồi á, mình thấy tu như là hơi thở của mình vậy đó, không có gì khó khăn hết. Một bữa tuần rồi có một bác Phật tử khui một cái hộp chickpeas, đậu chickpeas của người Mỹ đó, bác khui đâu mấy lon ở nhà không biết, bác nấu chè bà tư bà tám gì không biết, nấu dư đâu chút cho bà xách bịch lên cho chùa. Bà đem lên bà đưa thì trong chùa chẳng ai biết làm gì với cái đậu này, cứ để hoài trong tủ thôi. Cái bữa tối đó bà xuống cái soạn tủ lạnh có thấy có một bịch chickpeas, bà nói đem ra đây, bỏ vô nước rửa sạch sẽ ha. Đem cái chickpeas đó bỏ vô cái máy xay thịt đó, xay nhừ ra. Lột tủ lạnh còn miếng hem chay, bỏ vô xay chung. Xong rồi đem ra, múc vài muỗng mayonnaise, cho bột nêm đồ vô đàng hoàng, tiêu rồi, gia vị vô đàng hoàng, trộn lên, trét bánh mì. Quý vị thử đi, ngon vô cùng. Nếu sang nữa đó, cho một miếng dầu ô liu, có barofi cho vô, không có tiêu dầu ô liu đủ rồi. Tùy theo mình để vô mà mình thấy nó khô quá, tiếp tục cho mayonnaise vô. Miếng hem, chickpeas. Còn nếu ai mà có yeast flakes mua ở tiệm Mỹ có để vô, không có gia vị, tiêu, mayonnaise với hai món đó, quý vị có ba tê chay. Ba tê giả chín. Còn nếu như mình muốn làm bài bản thì phải hầm đống đông cô với ngũ vị hương, xây chung với lại tàu hủ ki luộc, rồi ngũ vị hương, nấm đông cô, phô mai đầu bò, vân vân, rồi đem nướng để nó thơm lên thành ba tê gan. Còn nếu không có, làm ba tê đó đi, ăn cũng tê như thường. Pháp Hòa nói như vậy, nói như vậy là để Pháp Hòa muốn nói cái vấn đề tu tập. Cái vấn đề tu tập của chúng ta không phải chúng ta làm cái gì để gọi là, không phải nguyên ngày chúng ta tụng một tràng kinh gọi là đúng đâu. Mình phải biết thời lượng của mình biết sức khỏe của mình, thời gian của mình, để chúng ta ứng dụng một thời tu hành của mình, tu xuống mà hạnh phúc, chứ không phải tu trời ơi kinh gì mà dài tụng mệt muốn chết. Vậy thì thời kinh này nó vô bổ, nãy giờ tụng là cứ trong hết không à. Thật ra nó đòi hỏi cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên xin thưa là Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng pháp môn niệm Phật không phải của người Tàu đâu. Đức Phật đã từng dạy 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. 10 niệm mà trước hết là niệm Phật. Chứ Đức Phật đâu có phải là chưa hề dạy pháp môn niệm Phật đâu. Nhưng mà rồi nếu tùy tâm chúng ta có duyên với Phật nào, chúng ta cứ niệm Phật đó. Có nhiều vị niệm Di Đà mà sợ Quan Âm giận, cho nên niệm xong cũng phải ráng niệm sâu Quan Âm để không thôi Quan Âm buồn, lỡ mai mốt bệnh réo bà không cứu. Có nhiều người rất thành thật như vậy đó, niệm Di Đà xong niệm ráng thêm sâu Quan Âm nữa, rồi niệm sâu Di Quan Âm xong rồi giờ niệm theo Phật Dược Sư, là lúc này bệnh quá, nhất là corona. Bây giờ đối với vị Phật tử đây về nói với ông, người ta có nói gì ông nói, bây giờ suốt bao nhiêu năm nay ông niệm Phật, ông thấy có an lạc không, ông thấy có kết quả tốt không, thì đường đi mình cứ đi. Người ta là nhà ngâm cứu,
Người ta muốn nói gì ta nói. Mình không phải là nghiên cứu học giả, mình là hành giả. Mình không phải là học giả. Phật tử chúng ta phải là hành giả. Hành giả là chúng ta là người ứng dụng lời trong sự tu hành. Còn học giả là người ta có quyền nghiên cứu, phổ biến các tin tức, các sự nghiên cứu của người ta. Thí dụ bây giờ nè, người ta nghiên cứu ra, người ta nói rằng tôi bây giờ phát hiện là trứng gà có trước con gà. Trên nguyên tắc là cũng chưa biết là con gà có trước hay trứng gà có trước. Mà bây giờ người ta có nghiên cứu trứng gà có trước con gà hay con gà có trước con gà, thì rồi sao? Mình cũng ăn nó vậy. Rồi mình cũng khổ, cũng vui, cũng buồn, cũng ăn, cũng mọi thứ. Đâu có gì khác đâu. Đâu có gì khác đâu. Mất thì giờ cho sự nghiên cứu đó không cần thiết. Trái đất này ai làm? Chừng nào nó hết? Hết nó đi đâu? Còn lâu lắm. Quan trọng là làm sao mỗi ngày nè, trong mấy mươi năm ngắn ngủi của mình, tham giảm, sân giảm, si giảm, say mê cố chấp mê lầm giảm, là mình thành công. Trời ơi, biết mình có sống tới ngày trái đất này nổ không? Rồi nó nổ ra, nó tụ vậy gì, mình không có vô can. Cho nên Phật mới nói một mũi tên mà bắn tới mình. Người ta nói bác ơi bác, để con chở bác đi bệnh viện gấp. Khoan, dừng tay lại, xin cho tôi biết vì sao nó lầm lỗi bắn tôi. Mũi tên này từ đâu bắn tới? Hận thù gì với tôi? Độc này nó ra sao? Tầng 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 tầng. Con ơi, nhớ trả thù cho cha. Rồi, nhắm mắt đi đời. Này Phật nói, em không nói à. Phật nói nếu một mũi tên nó bắn tới anh, người ta chở anh đi bệnh viện, anh cho đi liền tức khắc hay anh nói khoan, để tôi tìm hỏi hết mọi vấn đề trước khi tôi chịu đi bệnh viện? Thì Phật nói mình còn đủ sức để chờ không? Không có đủ. Và mũi tên nó đang bắn vô trong người chúng ta, đó là mũi tên của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi, của ác kiến, của biên kiến, của tà kiến, của kiến thủ, của giới cấm thủ. Một ngày 10 mũi chịu không nổi đâu. Cho nên mình là hành giả, đừng làm học giả. Còn nếu có học, học giả thôi, đừng học thiệt. Học thiệt mà để cho chúng sanh khổ kiểu này, học thiệt không có lợi. Quý vị hiểu ý mà nói nha. Tu đi. Người ta có muốn nói gì người ta nói. Thậm chí có người nói ăn chay là của Bà La Môn đó, không phải của Phật giáo đó. Không có sao đâu. Bây giờ tôi không ăn chay, tôi cũng ăn môn. Ăn chay cũng ăn môn. Không ăn chay cũng ăn môn. Thành thử giờ tay này của Bà La Môn. Không có sao hết. Cái gì mà người ta đề xướng không có tác hại, mình làm sao hết. Điều chúng ta đang làm Phật đã dạy. Trước khi Phật mất, Phật có nói những gì tôi chưa đặt thành luật giới, nhưng xã hội sau này người ta tuân thủ, các thầy phải làm theo. Phật rất là văn minh, Phật rất là dân chủ. Thí dụ như bây giờ nè, lái xe ẩu vượt đèn đỏ thời Phật không có. Dỡ hết luật, không có câu nào Phật nói Phật tử không được vượt đèn đỏ. Nhưng luật bây giờ nó đã thành, mà điều đó hợp là tình, hợp lý, hợp lẽ không? Chúng ta cần theo không? Cần.
thì chúng ta đừng nói rằng tôi dở luật ra rồi, Phật không có nói câu đó. Thế là anh chấp. Anh chấp mà anh làm cho anh bị lui sụp. Khi xúc sự diện tường, gặp việc thì xoay mặt vào vách, nói những điều không có thiệp điển chương. Tổ Quy Sơn vỡ mình thế đó. Xúc sự diện tường, đàm cổ, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ. Bây giờ Pháp Hòa nói một câu trong Cổ Học Tinh Hoa: tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri cổ bất tri kim, vị tri lục trần. Người biết cái xưa, người biết cái nay mà không biết cái xưa, người đó mù mờ cái xưa. Tri kim bất tri cổ, biết cái nay mà không biết cái xưa, vị tri manh cổ, mù mờ cái xưa. Nhưng tri cổ bất tri kim, sống với cái cổ mà không biết cái hiện tại, người này sống trên mặt đất mà như chết chìm, sống không biết thời thế tới lui. Vậy cho nên Đức Phật có dạy bài kinh nữa, kêu là kinh thất tri. Đời đệ tử Phật phải có 7 cái biết, trong đó có biết thời, biết nghĩa, biết tới, biết lui. Thí dụ như mình nói mỗi lần Tết tới mình phải làm những cái chuyện xưa giờ mình làm, đó là mình làm cổ nha. Nhưng mà mình phải biết hiện tại nữa, nhà mình chu vi bao lớn, chưng cây mai cho nó hợp tình, hợp chỗ. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái đó mình theo cái cổ, nhưng phải vẫn biết cái kim. Cái đó gọi là cổ kim mình quán xuyến. Tri cổ bất tri kim, vị tri lục trần. Sống mà mình không có biết cái quá khứ, cái hiện tại thì người ta cười. Ví dụ mình sống ở nước Mỹ, nước văn minh nè, văn hóa của người Mỹ là phải xếp hàng, không có xen vô nửa chừng. Nhưng mà kiểu mình sống xưa giờ là cứ xen vô. Nhưng mình làm vậy Mỹ nó nhìn, có nhiều khi xếp hàng chen vô vậy họ không nói gì, nhưng mà họ có nhiều người mà họ khó chịu á, họ lại họ dỗ dai họ nói á, "Don't you know what is called line up?" Thậm chí có nhiều người họ nói "Don't you have an eyes to see?" Phó Hòa gặp rồi. Có nhiều người, người ta không, nhiều khi người ta vô tình, người ta gấp quá người ta làm, nhưng mà người khác khó chịu. Đấy, cái đó mình không biết tri kim đó, sống mà mù mờ cái đó đó. Văn hóa của người Mỹ không có khạc nhổ, không có vứt rác tầm bậy, thì mình phải học cái đó. Mình đến đâu mình học cái đó. Quý vị thấy người Mỹ không? Ta học mình cầm đũa, ta học mình ăn nước mắm, ta học mình ăn sầu riêng. Người Mỹ ta học ăn phở, PHO. Thì Pháp Hòa xưa như vậy để chúng ta biết rằng Phật Pháp rất ư là linh động. Hiểu được Phật Pháp, tu thấu được Phật Pháp, tu hoài tu không chán. Càng tu tâm trí mình càng sáng, và càng học Phật mình mới thấy tuyệt vời. Sở dĩ chúng ta chưa thấy chỗ tuyệt vời là chúng ta chấp quá. Chúng ta ràng buộc chúng ta nhiều cái mà chúng ta đặt để. Nhưng mà thủy chung Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài bất cứ việc gì Ngài cũng có thể nói được cái bài pháp cho chúng ta. Cho nên Đức Phật còn được gọi là thế gian giải. Mười hiệu của Phật đó. Thế gian giải là gì? Là bậc có thể giải quyết hết tất cả những điều nan giải của thế gian. Và vì cuộc đời này nó lắm thứ, cho nên Đức Phật còn được gọi là bậc thiện thể. Thiện thể là gì? Là người khéo vượt qua tất cả. Bây giờ người ta có đã phá pháp môn niệm Phật. Quý vị cảm thấy rằng xưa giờ mình niệm Phật tâm mình rất an,
và mình đã có rất nhiều sự an lạc trong khi mình niệm Phật. Cứ niệm. Vì người ta không niệm Phật ta không thấy, tại sao mình phải lo? Ví dụ như người ta nói là kinh này kinh kia, chuyện này chuyện nọ của nước này nước kia, không sao hết. Mình rõ được nguồn cơn chẳng khổ đau. Đó là điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng qua cái câu hỏi này. Mấy giờ rồi? Trời ơi, nãy giờ mới có mấy câu à. Thôi một câu nữa nha. Cái tánh, cái tập của Pháp Hòa nói mà không hết, chịu không nổi. Cho nên có thể ít câu hỏi, nhưng mà câu nào mình nói hết cái ý của mình để cho đại chúng nắm rõ. Mà mấy cái đó quan trọng lắm, tại vì cái này mình bị hoài, bị người này nghiên cứu rồi người kia nghiên cứu rồi mình nghiêng ngửa, mình nghe xong mình nghiêng ngửa của những người nghiên cứu. Thôi câu cuối nha, tại Pháp Hòa còn show tối nay nữa. Tối nay là nhà hàng Moonlight 7 giờ. Ôi câu này hay lắm nè. Chúng con mong thầy cố vấn, con nợ Quan Âm 1 năm ăn chay. Hơn 30 năm rồi, bây giờ con trả từ từ. Trả từ từ bằng cách nào? À, bây giờ con trả từ từ rồi, cộng lại có được không thầy? Con đi vượt biên, con cầu Phật Quan Âm cứu con. Mà không có nói, à, trong khi mà gặp nạn hứa với Quan Âm ăn chay 1 năm, mà bây giờ 30 năm rồi, ăn đủ thứ hết mà chưa ăn chay. Hay quá. Không có sao, trả còn hơn không. Quý vị thấy là 30 năm quỵt nợ mà Quan Âm đâu có nói gì đâu không? Quan Âm vẫn cho đi chùa bình thường. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Phật Bồ Tát sẽ phạt mình nếu mình trái với những cái điều mình nói. Không bao giờ có chuyện đó. Vì nếu các ngài làm thế thì các ngài không phải Phật là Bồ Tát, mà các ngài thuộc Thánh Thần, ban thưởng trừng phạt, không phải. Nhưng nếu chúng ta nguyện cái điều đó, hứa điều đó mà chúng ta không làm thì tự mình khó chịu thôi, chứ không có gì hết. Tội là, hồi nãy Pháp Hòa nói đó, tội là khi nào tâm tư mình dày dò, mình đau khổ, mình khó chịu, mình cảm thấy mình dối gạt ở trên thì tự mình khổ đau, chứ còn có sao đâu. Còn bây giờ mình muốn trả nè, muốn trả là trả cỡ nào cũng có trả hết. Ví dụ như trường hợp này nè, bây giờ muốn trả 1 tháng 1 ngày, 30 tháng cũng hết, 365 tháng cũng hết năm, nếu mà trả 1 tháng 1 ngày. Còn nếu không muốn trả thì nửa ngày trả cũng không được. Chứ quan trọng là có muốn trả không hay muốn quỵt. Không, thầy nữ cô Phật tử đây rất có lòng. Thôi cô cứ ăn từ từ đi, còn không được này thì mướn em ăn. Em ăn chay mướn. Đầu năm tới giờ vụ corona này em ế. Giờ ai ăn chay cũng được, mướn em ăn chứ. Xin thầy cho con biết thêm về, nếu một người sanh về cõi trời nhưng sanh về cõi biên địa, không biết về Phật Pháp, vậy có phước nhưng cũng không có phước. Thật ra ý cái câu này là hỏi vậy nè, nếu như trường hợp mình sanh về cõi trời, không có ai nói Phật Pháp cho mình nghe, vậy thì có phước hay là không có phước? Câu hỏi vậy đó. Có phước phần,
Nếu mình nói về phước phần là mình có cái phần phước ở cõi trời, nhưng nếu mình tạo cái duyên lành thì mình vẫn được nghe pháp. Bằng chứng, quý vị ở xứ Mỹ, mà là nhất là ở cái xứ Cali này, quý vị có vắng Phật pháp không? Quý vị cũng đang ở cõi trời nè, mà quý vị cũng vẫn có đầy đủ Phật pháp chứ đâu có thiếu đâu. Đó là do mình phát nguyện. Cho nên mình phát nguyện rằng dù sanh bất cứ nơi nào, con cũng nguyện cho con đủ duyên lành gặp Phật pháp. Dù quý vị ở cõi trời, cõi biên địa, bất cứ ở đâu cũng không bao giờ mất duyên với Phật pháp. Thế nào cũng có các Bồ Tát, người ta sẵn sàng thị hiện vào những cái cõi đó để giáo hóa mọi loài chúng sanh. Do mình phát nguyện. Còn mình đã có nguyện là con chỉ muốn hưởng phước về trời thôi, thì lúc đó nếu mình ở cõi trời, thật sự ở cõi trời cũng có người nói pháp chứ không phải không đâu nha. Nhưng vì mình không có duyên cho nên tới lúc đó mình bận bạc ti, mình bận sinh nhật, mình bận chuyện này chuyện kia. Trong kinh cũng có nói đó, khi mà Đức Phật Thích Ca mà thuyết pháp thì chư thiên ở cõi trời rủ nhau đi nghe. Có những vị nói thôi thôi tôi bận lắm, tôi hứa với bà bạn tôi đi uống cà phê Casey. Uống xong cốc cà phê xuống đây là 2 năm 3 năm. Tại vì mình mê cái vui, mình quên cái đó. Chứ thật sự cõi trời thỉnh thoảng chư Phật cũng có về đó thuyết pháp chứ, nếu mà nói theo kinh điển. Ví dụ như Đức Phật cũng có về cõi trời Đau Lợi thuyết pháp. Ngài như là ở cõi trời Đâu Xuất cũng có thuyết pháp. Nhưng tại vì chúng ta không thích nghe pháp. Ví dụ như bây giờ ở đây, mỗi chùa mỗi tuần đều có pháp hội, nhưng ai là Phật tử thích nghe pháp thì mới nghe pháp. Còn có những người, người ta ở đây sung sướng vậy nhưng người ta không thích nghe, đi nghe người ta cũng bước vô. Thì cũng có những người như vậy. Cho nên không phải về cõi trời rồi mà không có được nghe pháp đâu. Cái điều là chư Phật chia nhau các cõi hết rồi, mà chúng sanh ta sanh về cõi nào có phát nguyện không? Cho nên mỗi lần, mỗi ngày Pháp Hòa lại Phật á, cái câu Pháp Hòa hay nguyện vậy nè: nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật pháp, chánh tín phát tâm lành, mong Tam Bảo từ bi xót thương và gia hộ. Đó là cái câu Pháp Hòa nguyện. Câu đó là cái câu Pháp Hòa nguyện mỗi lần lại Phật. Lúc nào lại Phật tâm cũng khởi câu đó. Rồi khi mà mình phủ phục xuống thì mình lại phát nguyện: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Bây giờ hồi nãy có một cô nợ Quan Âm, Pháp Hòa xin nợ đại chúng ngày mai trả.